last one was a good round for him. Whoa, and a body shot sends Moran. Xin chào các khán giả của bình luận viên Trần Hùng. Trong clip ngày hôm nay sẽ cập nhật đến anh em diễn biến chính buổi họp báo giữa Peter Bf với Bivol. Trong đó Bivol tin rằng kỹ năng của mình sẽ chế ngự được sức mạnh cú đấm của Peter Bf. Cập nhật bảng xếp hạng Pound for Pound của UFC. Alex Pereira xứng đáng leo lên vị trí thứ 2 chỉ sau Islam Makhachev. Võ sĩ với câu khẩu hiệu Chama đang đạt được quá nhiều thành tựu sau một thời gian ngắn gia nhập UFC. Trước khi bước vào nội dung, anh em đừng quên bấm like video, bấm đăng ký nhận thông báo để không bỏ lỡ các clip mới và tham gia trở thành hội viên để ủng hộ kênh phát triển nhé. Còn bây giờ xin mời vào nội dung chính. Họp báo giữa Peter Bf với Bivol. Rạng sáng ngày 16 tháng 4, buổi họp báo cho sự kiện boxing nóng nhất mùa hè đã diễn ra với tâm điểm là trận so găng giữa Bivol với Peter Bf để quyết định xem ai là nhà vô địch tuyệt đối của hạng dưới nặng 79kg. Ban tổ chức của sự kiện đã xác nhận màn so găng đỉnh cao của hai tay đấm sẽ diễn ra ngày 1 tháng 6 năm nay tại Riyadh, Ả Rập Xê Út. Đây được xem là màn so găng giữa hai tay đấm xuất sắc của boxing đương đại. Arthur Peter Bf đang sở hữu bảng thành tích hoàn hảo với 20 trận chuyên nghiệp, 20 trận toàn thắng bằng knockout. Những chiến thắng vang dội trước các đối thủ sừng sỏ như Anthony Yak hay Callum Smith đã giúp anh bảo toàn 3 đài danh giá WBC, IBF và WBO. Trong khi đó, Dmitry Bivol, chàng trai gốc Kyrgyzstan cũng sở hữu thành tích bất bại sau 22 trận đấu. Bivol cũng là một trong số ít võ sĩ hiếm hoi từng đánh bại tượng đài Canelo Alvarez. Trao đổi với phóng viên, Bivol nói rằng anh không quá quan tâm việc trận tái đấu với Canelo Alvarez có xảy ra hay không vì anh đang có kế hoạch của riêng mình. Bivol nói có thể cuộc chiến với Canelo chưa thể diễn ra trong lúc này hoặc đơn giản là không thể. Điều quan tâm nhất của Bivol lúc này là trận tranh đài tuyệt đối với Arthur Peter Bf, mà theo Bivol sẽ là bài test khắc nghiệt nhất của anh. Đánh giá về đối thủ, Bivol cho rằng Peter Bf sở hữu sức mạnh trội hơn Canelo. Không những vậy, kỹ năng của Peter Bf cũng thuộc loại thượng thừa nhưng ít được mọi người chú ý chỉ bởi vì thành tích knockout quá ấn tượng của Peter Bf. Tuy nhiên, Bivol nói việc giành đài tuyệt đối là mục tiêu ngay từ khi anh bước vào thi đấu chuyên nghiệp và anh tin rằng kỹ năng của mình sẽ vô hiệu hóa sức mạnh của Peter Bf. Bên phía đối diện, Peter Bf không nói quá nhiều, chỉ ngắn gọn. Cậu ta biết sẽ là như thế nào. Tôi đã nhắn gửi cho cậu ta rồi, cậu ta tự hiểu rồi. Tôi sẽ nỗ lực để thâu tóm nốt đài còn lại, luôn là 100% như mọi lần. Để tăng sức nóng cho sự kiện thống nhất đài giữa Bivol với Peter Bf, ban tổ chức cũng công bố danh sách 5 trận đấu undercard quy tụ hàng loạt tên tuổi. Đây thực chất là 5 trận so găng giữa hai công ty quảng bá boxing lớn nhất thế giới hiện tại là Matchroom của Eddie Hearn và Queensberry của ông bầu Frank Warren. Ở hạng nặng, chúng ta sẽ được chứng kiến quả bom đồng Deontay Wilder đối đầu với quyền vương Trung Quốc Zhili Zhang. Cả Wilder và Zhang đều mong muốn quay trở lại mạch chiến thắng sau thất bại trước Joseph Parker. Trong khi đó, một trận khác ở hạng nặng chứng kiến màn đối đầu giữa Philippe Govic với Daniel Dubois được dự đoán sẽ tranh giành suất ứng viên bắt buộc của đài IBF. Ở hạng lông, người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận bảo vệ đài hạng lông của Ray Ford trước Nick Bo. Amo William và Hamzat Shirat sẽ đối đầu với nhau ở hạng trung. William và Shirat đều bất bại trong sự nghiệp của họ, với người chiến thắng có khả năng hướng tới một danh hiệu thế giới. Có rất nhiều điều để nói giữa Matchroom và Queensberry tại sự kiện này. Thậm chí Frank Warren còn tăng tiền cược sau khi Eddie Hearn đề nghị đặt cược. Devin Haney đấu Ryan Garcia cuối tuần này, ai cửa trên? Devin Haney sẽ bảo vệ danh hiệu siêu nhẹ của WBC vào cuối tuần này với Ryan Garcia trong một trong những trận đấu hấp dẫn nhất của năm. Haney bước vào trận đấu với thành tích bất bại trong 31 trận. Trong khi đó, Ryan Garcia đánh mất thành tích bất bại một năm trước bên cạnh 24 chiến thắng. Theo các nhà cái tại Las Vegas, Devin Haney đang là cửa trên trong việc giữ được danh hiệu của mình thông qua quyết định của trọng tài. Về phần mình, cựu vô địch tuyệt đối hạng cân này, Josh Taylor, đã chọn Haney là người chiến thắng vì đó là một võ sĩ toàn diện hơn. Cậu ấy có kỹ năng tốt hơn, có thể đọc đối thủ rất tốt và thông minh hơn nhiều, Josh Taylor nói trong một cuộc phỏng vấn. Tôi nghĩ họ là hai võ sĩ giỏi. Garcia có tốc độ tay, không có chỉ số IQ tốt nhất, nhưng cậu ấy nhanh nhẹn và nắm bắt thời điểm tốt với cú móc trái, đặc biệt nhanh. Tôi nghĩ Devin Haney có kỹ năng tốt và hoàn thiện hơn. Haney có thể di chuyển, phòng thủ hoặc tấn công. Nói chung rất đa dạng và thông minh. Tầm nhìn của Haney rất xuất sắc. Vì vậy, tôi sẽ chọn Devin Haney. Các nhà phân tích khác thì kỳ vọng Ryan Garcia sẽ lật kèo vì anh ấy biết rất rõ về Haney. Họ đã gặp nhau 6 lần trong những ngày thi đấu nghiệp dư với 3 chiến thắng chia đều cho mỗi bên. Mặt khác, Ryan Garcia có sức mạnh knockout. Trước trận đấu này, Ryan đã hạ gục Oscar Duarte
và mặc dù có một thất bại trong sự nghiệp, nhưng King Rye đã có 20 lần knock out đối thủ trong 24 chiến thắng, so với con số 15 knock out trong tổng số 31 chiến thắng của Devin Haney. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang MMA. Sau sự kiện UFC 300 đã có những thay đổi đáng chú ý. Trên bảng xếp hạng MMA Pound for Pound, Alex Pereira vươn lên vị trí số 2. Sau khi đánh bại Jamahayu ở hiệp đầu tiên trong sự kiện UFC 300, Alex Pereira đã leo hai bậc lên vị trí số 2. Anh vẫn còn xếp sau Islam Makhachev. Tuy vậy, không thể phủ nhận sự thành công của Alex Pereira nếu xét về số trận MMA mà anh đã thi đấu và những danh hiệu đã đạt được. Max Holloway tăng 7 bậc để đạt vị trí thứ 11, còn Amar Tsarukyan chạm tới vị trí thứ 14 sau chiến thắng trước Chuck Oliveira. Việc Max Holloway sớm trở lại với top 10 sẽ không có gì ngạc nhiên khi anh đã giành chiến thắng đáng nhớ nhất không chỉ ở UFC 300 mà còn toàn bộ sự nghiệp huy hoàng của mình. Đó là hạ gục Justin Gaethje khi trận đấu chỉ còn 1 giây trong thế hỗn loạn đến nghẹt thở. Không chỉ vậy, chiếc đài BMF, đài dành cho gã ngầu nhất UFC, rất có thể mang đến cho Holloway một suất tranh danh hiệu ở hạng nhẹ hoặc hạng lông. Về phần Tsarukyan, anh đã khẳng định mình là tài năng trẻ xuất sắc nhất ở hạng 70kg sau chiến thắng trong trận đấu đầy cam go trước nhà cựu vô địch Chuck Oliveira. Có lẽ một trận tái đấu với Makhachev sắp diễn ra khi võ sĩ giỏi nhất thế giới giải quyết xong công việc của mình với Dustin Poirier tại UFC 302 ngày 1 tháng 6. Vẫn là câu chuyện về UFC 300, chúng ta sẽ đến với thành công của Kayla Harrison trong lần ra mắt UFC. Sau khi thành công hạ cân xuống hạng gà, Kayla Harrison đã đối đầu với cựu vô địch UFC Holly Holm ở loạt trận sớm UFC 300. Ở đó, vận động viên từng hai lần đoạt huy chương vàng Olympic đã giành được chiến thắng trong hiệp 2 trước Holm bằng một đòn siết cổ từ phía sau. Sau trận đấu, Kayla Harrison nói với Joe Rogan trong cuộc phỏng vấn rằng cô dự kiến giành được danh hiệu hạng gà trước năm 2024 kết thúc. Điều thú vị là nhà cựu vô địch Amanda Nunes đã đăng bài lên Twitter bày tỏ sự thất vọng khi người đồng đội cũ Kayla Harrison không đề cập gì đến chuyện muốn đấu với mình. Harrison đã được hỏi suy nghĩ của cô về dòng tweet của Nunes. Cựu vô địch Olympic đã tiết lộ cô hài lòng với nó. Cô cũng xác nhận rằng lý do duy nhất khiến cô không thách đấu Amanda Nunes trong phỏng vấn sau trận vì Nunes đã tuyên bố giải nghệ. Tôi nghĩ đó sẽ là trận đấu thật tuyệt. Chắc chắn là như vậy, Harrison nói. Tôi không nói gì đến cô ấy vì tôi nghĩ cô ấy đã nghỉ hưu. Nếu cô ấy chưa nghỉ hưu, tôi sẽ thách đấu Amanda. Vì vậy, nếu Amanda Nunes muốn quay lại, tôi sẽ chào đón cô ấy trở lại với vòng tay rộng mở. Kayla Harrison sau đó được hỏi cô ấy muốn việc gì hơn giữa việc tranh danh hiệu hay tiếp đón Amanda Nunes. Cựu ngôi sao PFL không thể đưa ra lựa chọn sẽ ưu tiên cái nào hơn, nhưng cô chắc chắn cả hai trận đấu đều là mục tiêu chính cho sự nghiệp của mình trong tương lai. Ý tôi là tôi muốn giành được danh hiệu hoặc đấu với Amanda Nunes, Harrison nói. Tôi cũng không biết nữa, cả hai.